Ngay trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn, Vietjet đón tàu bay thứ 105 gia nhập đội tàu bay hiện đại, tiếp tục kế hoạch phát triển đội tàu đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Tàu bay thứ 105 của Vietjet về tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 18 tháng 2, thuộc thế hệ hiện đại hàng đầu thế giới của Airbus A321neo ACF, có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến 20%, giảm lượng khí thải ra môi trường tới 50% và tiết giảm tiếng ồn đến 75%. Tàu bay mới sẽ được đưa vào khai thác ngay trên các đường bay kết nối các điểm đến tại Việt Nam và quốc tế đến Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan để phục vụ hành khách du xuân, đi lại làm ăn kinh doanh, đầu tư, du lịch. Gia nhập đội tàu bay hiện đại hàng đầu thế giới, tàu bay thứ 105 sẵn sàng cho các kế hoạch phát triển mạng bay tới với các điểm đến mới trong năm mới Giáp Thìn, mang tới nguồn lực mới, khí thế mới cho những bước phát triển tiếp theo của Vietjet.